Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018 của 12 con giáp. Thìn bị lừa gạt, Dậu gặp tình duyên. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018 của 12 con giáp. Người tuổi Tý đường tình duyên kém sắc, khó gặp được hạnh phúc như mình mong muốn. Con giáp này có lẽ phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở trên con đường mình chọn. Một là tử vi tuần mới cho người tuổi Tý từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018. Theo dõi tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018 của 12 con giáp. Người tuổi Tý về đường tình duyên kém sắc, khó có thể gặp được hạnh phúc như mình mong muốn. Con giáp này có lẽ phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở trên con đường mình chọn. Về đường tài vận thì bù lại khá tươi sáng, thiên tài báo hiệu về những nguồn thu nhập mới cho con giáp này. Bản mệnh khá nhanh nhạy với thời cuộc và không để những cơ hội kiếm tiền vụt khỏi tay mình, chăm chỉ làm việc hết sức có thể. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của người tuổi Tý lại đang phải đối mặt với nhiều thử thách. Bản mệnh bị thương quan ngáng trở, nhiều vấn đề nảy sinh trong công việc đòi hỏi bản mệnh phải kiên nhẫn, từng bước tháo gỡ chứ không thể nhanh chóng tiến bước được. Thêm một điều nhắc nhở với con giáp này, phàm chuyện gì cũng chớ nên nóng vội, nếu không chẳng những hỏng việc mà còn mang họa vào thân. Bạch hổ cảnh báo về tai họa bất ngờ, bản mệnh nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình. Nhớ theo dõi tử vi hàng ngày để biết thêm chi tiết nhé. Tử vi cho tuổi Giáp Tý là mệnh kim để phòng họa thị phi. Về Bính Tý là mệnh thủy, hạn chế xuất hành đi xa. Về Mậu Tý là mệnh hỏa, tài lộc dồi dào, nhiều cơ hội kiếm tiền. Về Canh Tý là mệnh thổ, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Về Nhâm Tý là mệnh mộc, khó có được điều mình mong muốn. Hai là tử vi tuần mới cho người tuổi Sửu từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018. Người tuổi Sửu trong tuần này vận hung nhiều hơn cát, khó có được điều mình mong đợi. Về đường tình duyên thì kém sắc, nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người mà khó có thể sẽ diễn biến càng ngày càng gay gắt, khiến bản mệnh phải đứng trước lựa chọn đau lòng. Ấn quan tương hợp, nhờ thế mà vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin đáng mừng, trở thành điểm sáng trong tuần của người tuổi Sửu. Bản mệnh đã nhận thấy những cơ hội phía trước và không ngừng nỗ lực để có thể nắm bắt được cơ hội đó. Tử vi casting ở bên mang tới cho quý nhân giúp sức cho bản mệnh để thực hiện những tham vọng của mình. Quý nhân tuy vượng nhưng vẫn có tiểu nhân, bản mệnh cần chú tâm làm tốt những việc của mình để không có cơ sở cho kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần đã có kiếp tài ngáng trở, trong tuần tuổi Sửu thu nhập không có nhiều, có thể sẽ phải mất nhiều tiền bạc vào những chuyện không đâu. Tháng cô hồn vẫn chưa hết và bản mệnh vẫn có khả năng điêu đứng vì xui xẻo ập xuống. Tử vi cho tuổi Ất Sửu là mệnh kim, tập trung hơn vào công việc để thành công. Tử vi cho tuổi Đinh Sửu là mệnh thủy, đừng bỏ lỡ thời cơ quý nhân mang tới. Về Kỷ Sửu là mệnh hỏa, đầu tuần thận trọng với chuyện liên quan đến tiền bạc. Về Tân Sửu là mệnh thổ, có nhiều vấn đề phát sinh trong quan hệ vợ chồng. Về Quý Sửu là mệnh mộc, tình cảm khó đạt được hài hòa. 3. Tử vi tuần mới cho người tuổi Dần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Dần đang gặp phải nhiều chuyện không được may mắn cho lắm, nhất là khi hung vận lấn át cát vận như thời điểm này. Công việc trong tuần không được suôn sẻ lắm, thiên quan và thương quan cùng góp tay, có cả yếu tố chủ quan và khách quan trong thất bại của con giáp này. Bù lại thì đường tài lộc của người tuổi Dần khởi sắc không ngừng, thực thần báo hiệu về tài lộc dồi dào đang đổ về túi của con giáp này. Bản mệnh hăm hở tiến hành những kế hoạch của mình, đặc biệt người làm kinh doanh có những nguồn thu khổng lồ. Song may mắn quá nhiều của bạn có thể biến thành xui xẻo, đừng quá khoe khoang về may mắn của mình.
càng chớ để cho người khác biết bạn đang có tiền trong tay, nếu không dễ gặp phải bất trắc. Đại hao cho thấy nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của khá lớn đang rình rập con rắn này. Người độc thân đã dần nghĩ tới chuyện tìm cho mình người bầu bạn chia sẻ, nhưng tạm thời bản mệnh vẫn phải chịu cảnh cô đơn khi mà bản thân bạn có nhiều yêu cầu cao nhưng khó có lòng đáp ứng một cách hoàn hảo. Tử vi cho tuổi Giáp Dần là mình thủy, yêu thương không phải luôn mang tới niềm vui. Về Bính Dần là mình hỏa, nguy cơ phá tài lớn. Về Mậu Dần là mình thổ, tiền bạc nhiều nhưng chưa chắc giữ được trong tay. Về Canh Dần là mình mộc, chú ý chăm sóc sức khỏe. Về Nhâm Dần là mình kim, tài lộc khá dồi dào nếu biết nắm cơ hội. 4. Tử vi cho người tuổi Mão. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 9 năm 2018, trong tuần 36 này, tử vi 2018 cho thấy người tuổi Mão tài lộc dồi dào, cả thiên tài và chính tài cùng tụ họp. Bản mệnh có thể sẽ khá vất vả nhưng chắc chắn không phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Tuy có tiểu hao hung tinh rình rập nhưng tiền bạc hao tổn cũng không phải quá nhiều. Song trong tuần điểm hung lớn nên công việc của bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, thiên quan cản trở bước đường tiến thân của con giáp này. Nhưng tin đồn thất thiệt khiến cho người tuổi Mão điêu đứng vì cảnh tình ngay lý gian. Càng về cuối tuần, vận trình càng sa sút. Bản mệnh nếu có thêm việc quan trọng thì tốt nhất nên tiến hành ngay vào ngày đầu tuần, càng để lâu khả năng thành công càng thấp. Tuổi Mão nên cân nhắc kỹ bởi thời điểm này không có lợi cho đường công danh và sự nghiệp. Xem bói về đường tình duyên, người tuổi Mão không được như ý khi mà người ấy còn nhiều khúc mắc, thậm chí là hiểu lầm về đường tình cảm của bản mệnh dành cho người ấy. Bản mệnh phải rất khó khăn mới có thể giữ được người ấy bên mình. Thêm một lần nữa, tử vi cho người tuổi Mão về mình thủy nên thận trọng với tiền bạc dịp cuối tuần. Về Đinh Mão là mình hỏa, hung cát đan xen, công việc rất khó khăn. Về Kỷ Mão là mình thổ, hãy phát huy hết khả năng của mình nhé. Về Tân Mão là mình mộc, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Về Quý Mão là mình kim, cần bình tĩnh tháo gỡ từ dễ đến khó khăn. 5. Tử vi tuần mới cho người tuổi Thìn. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 9 năm 2018, với người tuổi Thìn trong tuần này, đường tình duyên kém sắc. Cũng có lẽ vì thế mà bản mệnh chẳng có tinh thần làm bất cứ việc gì. Người ấy đã trao bạn bao lời hứa hẹn, nhưng rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, chẳng thể nào làm khác được. Đầu tuần có kiếp họa tài, bản mệnh làm gì cũng nên cân nhắc kỹ càng, chớ vung tay chi tiêu quá mức. Cũng đừng vội tin lời ngon ngọt mà ném tiền đầu tư, càng những thứ nghe dễ dàng thì càng có khả năng bị lừa gạt, tiền bạc tiêu hao mà không biết. Vận trình công việc khá tốt, tuy vẫn có những khó khăn nhất định nhưng bản mệnh không vì thế mà gục ngã. Chính quan cho thấy tinh thần trách nhiệm cao cùng lòng quyết tâm trở thành động lực để tuổi Thìn phát huy hết năng lực của mình. Song ngũ quỷ cảnh báo về nguy cơ của tuổi Thìn bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Bản mệnh chớ tùy tiện quá mức trong các mối quan hệ xã giao, không phải ai cũng là người tốt cũng đáng tin, nên học cách phân biệt người tốt kẻ xấu, điều mà bạn cần phải thực hiện. Tử vi cho tuổi Giáp Thìn là mình hỏa, tin lầm người là tự hại mình. Về Bính Thìn là mình thổ, tình yêu cũng có ngã rẽ mà ta phải chấp nhận. Tử vi cho tuổi Mậu Thìn là mình mộc, chớ tin tưởng quá nhiều mà thất vọng đến cùng cực. Về Canh Thìn là mình kim, vận tài lộc không được ổn định lắm. Về Nhâm Thìn là mình thủy, chúng ta phải chấp nhận thực hiện mà thôi. 6. Tử vi tuần mới cho người tuổi Tỵ. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 9 năm 2018, theo dõi tử vi 2018, người tuổi Tỵ trong tuần này hung vận lớn hơn cát vận, vẫn có may mắn nhưng không nhiều cho lắm. Điểm sáng rực rỡ trong tuần có lẽ chính là đường tài lộc mà khi cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện.
báo hiệu về thu nhập dồi dào của con rắn này. Bản mệnh lại không được may mắn như thế trong công việc. Xét một cách công bằng thì tuần này tuổi Tỵ càng trao cho rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Ấn quan kết hợp còn báo hiệu về khả năng thăng tiến đang đến rất gần của bản mệnh nữa cơ. Nhưng người tài thì hay bị ganh ghét. Với tuổi Tỵ trong trường hợp này thì dễ bị những lời thị phi khiến cho cấp trên cân nhắc suy xét lại quyết định của mình. Thiên quan khiến cho những kẻ xấu bụng cố tình tung ra lời đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Trong đường tình duyên không có nhiều tín hiệu đáng mừng, mọi chuyện vẫn như vậy đối với các cặp đôi song nữ mệnh còn độc thân thì thân ái các tinh sẽ tạo cơ hội cho bạn có thêm những mối quan hệ mới với người khác phái. Tử vi trong tuổi Ất Tỵ là mệnh hỏa, tài lộc dồi dào, chẳng thiếu tiền tiêu. Về đinh Tỵ là mệnh thổ, suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Về kỷ Tỵ là mệnh mộc, đừng để tình yêu không có hồi kết. Về tân Tỵ là mệnh kim, yêu thương sẽ tới, đừng quá lo lắng. Về quý Tỵ là mệnh thủy, có kẻ giáp tâm ngáng trở đường bạn. 7. Tử vi tuần mới cho người tuổi Ngọ. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018, người tuổi Ngọ trong tuần 36 này về đường tình duyên không có nhiều điều phải lo lắng. Chỉ có một chuyện rằng dịch mã động tinh báo hiệu nguy cơ về hai người phải yêu xa một thời gian ngắn do bản mệnh phải đi công tác xa do yêu cầu về công việc. Đầu tuần là thời điểm cát khí vượng thích hợp cho tiến hành những kế hoạch công việc đã định trước. Ấn quan tương trợ, bản mệnh nên nhanh chóng lợi dụng về thời điểm cát khí vượng thể hiện vượng để thực hiện những chuyện mình ấp ủ đã từ lâu. Càng về cuối tuần thì vận trình càng giảm sút, tiểu nhân thiên quan có thể sẽ gây khó dễ cho tuổi Ngọ, khiến cho bản mệnh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành công việc đúng như mong đợi, tốn thêm rất nhiều về công sức. Đường tài lộc không có gì phải phàn nàn, chính tài đảm bảo cho bản mệnh nguồn thu nhập ổn định. Chỉ cần bản mệnh chi tiêu hợp lý là sẽ không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề tài chính, thậm chí còn có thêm một khoản để dành không hề nhỏ nữa đâu. Tử vi về tuổi Giáp Ngọ là mệnh kim, sẽ có kẻ tiểu nhân có thể phòng tránh. Về Bính Ngọ là mệnh thủy, hãy yên tâm về vấn đề tiền bạc. Về Mậu Ngọ là mệnh hỏa, hãy tiến hành những công việc quan trọng vào thời điểm đầu tuần. Về Canh Ngọ là mệnh thổ, cuối tuần là thời điểm tốt để kiếm tiền. Về Nhâm Ngọ là mệnh mộc, tình yêu đứng trước nguy cơ. 8. Tử vi tuần mới cho người tuổi Mùi. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018, theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Mùi tình duyên trắc trở, có thể phải đối mặt với rạn nứt trong tình cảm vợ chồng. Đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm với nhau, xảy ra nhiều mâu thuẫn khó có thể hóa giải trong thời gian ngắn. Cùng xem tử vi tháng 9 năm 2018 dương lịch, top những con giáp tình duyên trắc trở và tình yêu tan vỡ. Đầu tuần có điềm báo phá tài, điểm hung khó tránh. Con giáp này nhớ cân đối các khoản chi tiêu, nếu không rất có thể sẽ phải lâm vào cảnh nợ nần. Kiếp tài còn cho thấy bản mệnh nhẹ dạ cả tin, không khéo còn tự tay dâng tiền bạc của mình vào tay kẻ xấu. Điểm sáng trong tuần, có lẽ con đường sự nghiệp đang rộng mở thênh thang, bản mệnh được chính ấn chỉ lối dẫn đường, lại thêm quý nhân Thái Dương trợ mệnh, nên càng dễ đạt được thành công đúng như mong đợi. Có điều con giáp này cần phải để tâm đến các mối quan hệ xung quanh mình nhé. Thiên quan có thể sẽ kéo tới kẻ tiểu nhân cùng những lời đồn đại sai sự thật, khiến cho bản mệnh đánh mất đi vị trí của mình cũng nên. Tử vi về tuổi Ất Mùi là mệnh kim, chớ nên quyết định điều gì về tài chính vào thứ hai này. Về đinh Mùi là mệnh thủy, công việc trôi chảy, nhiều điều thuận lợi. Về kỷ Mùi là mệnh hỏa, vợ chồng trục trặc, thiếu quan tâm đến nhau. Về tân Mùi là mệnh thổ, tình duyên kém sắc, đôi lứa khó thành.
Về Quý Mùi là mình mộc, đề phòng những kẻ tâm địa xấu xa. Chín là tử vi tuần mới cho người tuổi Thân từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018. Lịch vạn niên cho biết người tuổi Thân về đường tình duyên cực vượng, đào hoa nở rộ, người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu cho mình trong khoảng thời gian này. Thế nên bản mệnh hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ để tìm được cho mình người phù hợp. Bản mệnh có thái tuế hung tinh nhập mệnh, cần phải thận trọng khi di chuyển xuất hành nếu có kế hoạch đi đâu xa. Trong tuần 36 này, dù gì thì tính mạng và sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tuổi Thân hãy nhớ lấy điều này. Tài lộc vượng vào đầu tuần nhưng có thể sẽ suy tàn vào cuối tuần. Bắt đầu từ giữa tuần có kiếp tài ngáng trở nên bản mệnh có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, đánh mất tiền bạc của mình vào tay kẻ khác mà chẳng hề mảy may nhận ra mình đã sai. Ngược lại, cuối tuần lại là thời điểm mà bản mệnh có thể sẽ giành được nhiều thành công trong công việc. Trong cái rủi vẫn có cái may, tuổi Thân hãy chuyên tâm vào công việc, chắc chắn sẽ không phải hối hận khi nhận được thành quả của mình. Tử vi cho tuổi Giáp Thân là mệnh thủy, đừng để điều gì ngăn cản tình yêu của bạn. Về Bính Thân là mình hỏa, hãy tập trung hơn vào công việc của mình. Về Mậu Thân là mình thổ, đầu tuần cát khí vượng, thích hợp cầu tài. Về Canh Thân là mình mộc, chớ nên bốc đồng và vung tay quá chán. Về Nhâm Thân là mình kim, dù gì cũng vẫn phải cố gắng. 10. Tử vi tuần mới cho người tuổi Dậu từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 9 năm 2018. Trong tuần này, các khí vượng, nhờ thế mà người tuổi Dậu cũng sẽ phải gặp nhiều may mắn hơn. Bách Việt trợ đào hoa giúp cho người độc thân thêm nhiều mối quan hệ mới, cũng sẽ dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Những bạn đã có gia đình thì sẽ dần tháo gỡ được mâu thuẫn, khúc mắc trong cuộc sống, vợ chồng đôi bên dần thấu hiểu hơn sau những chia sẻ của đối phương. Các bạn có thể lên kế hoạch về một buổi tối đầm ấm bên nhau để hâm nóng tình cảm hai người. Có điều đường tài lộc thăng trầm bất định, thực thần vừa mới báo tài lộc thu về thì đã có nguy cơ gặp phải họa phá tài. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không mắc lừa kẻ xấu, tự dâng tiền vào nơi không đáng tin cậy. Công việc gặp nhiều khó khăn vào thời điểm đầu tuần, nhưng nếu bản mệnh quyết tâm vượt qua thử thách thì vận trình sẽ dần khởi sắc. Càng về phần cuối tuần, chuyện tình cảm chuyện càng tốt đẹp. Chính ấn cho tuổi Dậu cơ hội thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Tử vi cho tuổi Ất Dậu là mình thủy, đào hoa khởi vượng, thắm duyên đôi lứa. Về Đinh Dậu là mình hỏa, tài vận bất ổn, dễ gặp phải họa phá tài. Về Kỷ Dậu là mình thổ, đầu tuần nhiều điều không được như ý. Về Tân Dậu là mình mộc, tiền hết rồi lại có. Về Quý Dậu là mình kim, đừng ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. 11. Tử vi tuần mới cho người tuổi Tuất từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2018. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tuất, vận trình hung cát có thể đoán định được. Chỉ tiếc rằng trong tuần này, điểm hung lớn hơn điểm cát, nên bản mệnh cần phải thận trọng. Thiên cẩu kéo theo tai họa, kẻ tiểu nhân đã sắp xếp cái bẫy nham hiểm, chỉ chờ bạn sập bẫy. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm và nỗ lực của mình, tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua tất cả. Tiếp nối tử vi tuần trước, thiên ấn cho thấy bản mệnh có nhiều ý tưởng sáng tạo và mới mẻ, giúp công việc không còn bị ngán trở bởi những điều không đáng có nữa. Song công việc thành công cũng khó lòng bù đắp được sự hụt hẫng mà tuổi Tuất đang phải gánh chịu. Về tình yêu, tưởng chừng sắp đến ngày đơn hoa cắt trái, kết trái thì bản mệnh lại gặp phải chịu cảnh lìa xa, có duyên mà không có phận, chỉ đành ôm buồn đau. Riêng về việc cầu tài, bản mệnh nên tránh thực hiện vào dịp đầu tuần, chờ đến cuối tuần có thiên tài đón ý, việc kinh doanh đầu tư cũng sẽ thuận lợi hơn, chớ nên vừa tốn công tốn sức mà cuối cùng chẳng được lợi ích gì.
tử vi cho tuổi Giáp Tuất là mình hỏa, cuối tuần có điềm báo tài lộc mới. Về Bính Tuất là mình thổ, tình yêu không phải là điều bạn có thể điều khiển được. Về Mậu Tuất là mình mộc, công việc đạt được nhiều bước tiến. Về Canh Tuất là mình kim, đau lòng vì chuyện tình cảm. Về Nhâm Tuất là mình thủy, đầu tuần hạn chế việc cầu tài. 12. Tử vi tuần mới cho người tuổi Hợi. Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 9 năm 2018, theo tử vi tuần mới của người tuổi Hợi, thì có lẽ đây là một tuần với một tin vui, buồn lẫn lộn. Nhưng trên hết, con giáp này nên lưu tâm hơn đến hạnh phúc gia đình, chớ để đến lúc mất đi hạnh phúc rồi muốn vội vã tìm thì cũng đã muộn. Bật mí mẹo phong thủy hâm nóng đời sống vợ chồng cho 12 con giáp bạn nên tham khảo nhé. Về tài lộc trong tuần thì khá ổn, nhưng chủ yếu phát triển nguồn thu nhập phụ. Người làm công ăn lương nên cân đối về thời gian làm việc của mình để không bỏ lỡ cơ hội. Với người làm kinh doanh thì thực thần sẽ mang tới cho bạn nhiều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán. Về công việc trong tuần có nhiều biến động, con giáp này giành được sự tin tưởng từ cấp trên nhưng có thể thành công đến quá dễ dàng khiến bạn lơ là và cảnh giác mà để mình phải ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, khiến cho thượng quan dễ khiến bạn mắc sai lầm. Cũng may trong tuần vẫn luôn có quý nhân thiên đức ở bên nên gặp dữ hóa lành. Song cái chính là tuổi Hợi phải biết được mục tiêu của mình nằm ở đâu để không ngừng phấn đấu, cũng như không để mình đi lạc đường thêm một lần nữa. Tử vi cho tuổi Ất Hợi là mình hỏa, quý nhân vượng, dễ gặp dữ hóa lành. Về Đinh Hợi là mình thổ, cuối tuần đề phòng họa phá tài. Về Kỷ Hợi là mình mộc, có nhiều cơ hội thăng tiến. Về Tân Hợi là mình kim, hãy làm chủ cảm xúc của mình. Về Quý Hợi là mình thủy, tình cảm đến rồi lại đi, vô thường bất định.